Hoàng Trọng Thì và Đinh Quang anh Thái xin chào kính chào các khán giả của Little School TV Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục uh, tin nổi bật uh, thảo luận về những uh, diễn tiến mới nhất về uh, tình hình bầu cử của nước Mỹ. Uh, xin chào anh Hoàng Trọng Thị. Xin chào anh Đinh Quang anh Thái. Thưa quý khán giả một cách tóm tắt thì ngày mùng 8 tháng 11 tức là thứ ba tuần tới uh, cử tri của Hoa Kỳ sẽ đi bầu cử giữa nhiệm kỳ uh, hai chức vụ uh, không bầu đó là tổng thống và phó tổng thống bởi vì đó là năm 2024. À, tính ra thì tất cả các vị dân biểu liên bang sẽ được bầu lại, 36 vị nghị sĩ liên bang bầu lại một số các thống đốc tiểu bang, một số những chức vụ tại các tiểu bang, quận hạt vân vân. À, Tổng thống Joe Biden cách đây hai ngày tuyên bố tại Washington DC là <laughs> nền dân chủ của Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Hmm. Bởi vì có một số rất đông những người uh, của phía bên Cộng Hòa uh, cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận. Và ông uh, nhắc nhở dân cử tri Mỹ rằng lá phiếu của chúng ta sẽ là lá phiếu quyết định. Uh, trong khi đó thì thăm dò ý kiến cho thấy uh, việc cả phía Cộng Hòa và lẫn dân chủ đều tỏ ra không tin tưởng vào chính đảng của mình nữa. Anh thủy nghĩ sao? Uh, liên vấn, Liên quan đến vấn đề khi ông Biden cùng với ông cựu tổng thống barack obama đến các tiểu bang tranh chấp pennsylvania arizona họ đều đưa ra nếu họ nói quý vị bầu cho phía cộng hòa họ dùng cái chữ cộng hòa hiện nay họ không và trong đó có ám chỉ đến cái phong trào macca của ông trump thì họ nói rằng nếu quý vị bỏ phiếu cho đảng cộng hòa tức là thành phần macca này đó lý do đó đa phần những vị ứng viên chiến thắng trong các uh, cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi đó đều thuộc về những người mà ông trump ủng hộ cả cho nên nhà nhật đây những thành phần mà họ gọi là chống lại kết quả bầu cử và như thế nếu mà một người chống lại kết quả bầu cử thì người đó bị gián tiếp mà ông Biden, Obama và cái thành phần dân chủ và ngay cả thành phần cộng hòa mà trước đây chúng tôi hay đùa gọi là chân chính, bởi vì họ không thành phần <laughs> mắc ra, thì những thành phần cộng hòa này họ chống đối. Bởi vì sao? Những người theo cộng hòa xưa nay họ tôn trọng kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực êm thấm. À, khi mà nói đến chuyện chuyển giao quyền lực êm thấm cũng xin được phép chuyển sang một cái cuộc bầu cử mới đây ở tại Brazil giữa Bolsonaro với ông Lula da Silva ông Dilma Silva thuộc đảng dân chủ mình có thể nói như thế Bolsonaro bởi vì ông Bolsonaro thuộc thành phần như Maga ủng hộ ông Trump nhưng mà sau khi sau hai ngày à, im lặng không chấp nhận kết quả bầu cử thì cuối cùng ông Bolsonaro đã nói với tòa tối cao pháp viện rằng ông đồng ý với kết quả mặc dù ông thua chỉ có 1,7% thôi điều đó để cho thấy rằng bên phía Maga của Hoa Kỳ này cần có những cái bài học tương tự như các quốc gia khác như ở Brazil để chấp nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên cái điều khó khăn ở đây đó anh, là như anh nói đó, cái thăm dò cho thấy rằng ngay cả các thành phần Cộng hòa Dân Chủ họ cũng không đồng ý với cái tình hình đảng phái của họ là như vậy. Thưa quý vị, đây là cái điều mà cần phải nêu lên. Cái cuộc thăm dò được công bố sáng hôm nay của đài CBS nói rằng có 595 những đảng viên Cộng Hòa ra tranh các chức vụ từ nghị sĩ liên bang, dân biểu tiểu bang, thống đốc, các trưởng lý, các vai trò của các tiểu bang chẳng hạn. Thì trong 300, 595 người đó, có 306 người cho tới hôm nay vẫn khẳng định là họ nghi ngờ kết quả của bầu cử yeah. năm 2020. Một cái cuộc tường trình và tìm hiểu cử tri sáng nay của đài National Public Radio cho thấy điều này. Có một số những người về phía Cộng Hòa họ tin 100% là cuộc bầu cử năm 2020 là bị đánh cắp. Phóng viên NPI nói đi nói lại với những người Cộng Hòa đó là thưa quý vị, tối cao pháp viện Hoa Kỳ, các vị thẩm phán tối cao trong đó có những người của ông Donald Trump bổ nhiệm đều xác nhận là cuộc bầu cử 2020 là không có gian lận ừ. ở cái mức độ có thể thay đổi được cuộc bầu cử yeah. và chính những nhân vật lãnh đạo của bộ an ninh nội địa phụ trách về vấn đề mà kiểm soát bầu cử qua hệ thống điện toán đó họ cũng đi tới một kết luận là không có một cuộc bầu cử nào mà gọi là trong sạch như cái cuộc bầu cử năm 2020 hết nhưng mà những người cộng hòa trả lời phóng viên NPR họ vẫn bảo là họ không tin điều đó yeah. thành thử ra tôi muốn hỏi anh Hoàng Trọng Thụy cái câu của tổng thống Joe Biden nói yeah. là nền dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa anh nghĩ sao là, là vì như vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục cái khuyên hướng này và mà trước đó nữa đã có những cái chuyên gia về bầu cử họ khẳng định luôn là nếu mà một ghế của đảng cộng hòa mà thua thì ngay lập tức họ nói ngay ồ tôi thua bởi vì anh gian lận thì cái chuyện đó một cái chuyện rất là xấu chưa từng xảy ra trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ này, nhất là cái chuyện mà chuyển giao quyền lực êm thấm nữa, mình nói đến từ cái vai trò tổng thống cho đến những cái vai trò nhỏ hơn dân biểu và thượng nghị sĩ. Mà nếu Đảng Cộng hòa mà ở đây chúng ta nên phân biệt rõ ràng là MAGA và Đảng Cộng hòa thực thụ thì thành phần MAGA lại thành phần chống đối cái kết quả bầu Chưa hết, ngoài cái chuyện chống đối kết quả bầu cử, họ còn đưa ra những cái thuyết âm mưu nữa. Và đây là những thuyết âm mưu nhằm nói xấu đối phương đưa ra những cái lập luận và những cái tin tức nữa là giả tạo hết tất cả chỉ nói là bởi gọi là thuyết âm mưu mà ồ anh khiến cho những người mà theo đảng cộng hòa MAGA ga đó họ tin tưởng và vì vậy đó cái khuyên hướng của làn sóng đỏ năm nay không phải là làn sóng đỏ cộng hòa như chúng ta đã từng thấy từ thời ông bush obama mà đây là làn sóng đỏ của phe MAGA ga ủng hộ cho ông trump nhưng mà có một cái hiện tượng đáng buồn là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta và ngay cả trong cộng đồng người Hoa nữa bây giờ cái cách để mà đánh đối thủ dễ nhất là chụp mũ người đó thân cộng, thân cộng yeah. sản đối với Việt Nam đó, thì tay ứng cử viên đó, cô ứng cử viên đó là theo Việt cộng yeah. còn đối với cái cộng đồng người Hoa đó thì họ nói rằng ơi cái tay đó là theo Trung cộng tức là uh, nó có một cái uh, mũ mà người ta chụp cho nhau chỉ nhằm mục đích để mà lôi kéo cử tri của mình uh -huh. thôi nhưng mà rõ ràng đó là một cái cách tranh cử không có được gọi là trong lành lắm tại vì chúng ta thấy một điều thế này này yeah. chính trị là cái nơi mà để cho người dân người ta nhìn vào người ta yên tâm còn nếu chính trị mà cứ bôi cho chắc chấu lên mặt nhau mà bất chấp sự thật á thì thực sự ừ. dân chúng không an tâm là đúng. Anh Hoàng Trọng Thủy có cảm thấy an tâm khi mà đi bỏ lá phiếu của mình Đó. trong cái bầu không khí nào không? Và tôi cảm thấy mặc dù nó không nằm trong cái khu vực của mình ở quận Cam để bầu trong Jay Chen với bà Michelle Steele. Hai nhân vật vào cái ghế dân biểu lần này của liên bang đã được ngày ngày hôm qua đại NPR địa phương ở Los Angeles bỏ bao nhiêu thời giờ để thảo luận và họ đặt vấn đề này họ nói chưa bao giờ có một cái cuộc tranh chấp ghê gớm nào ở ngay California và đặc biệt ở tại khu vực mà họ nói ngay vùng Little đô Sài Gòn nơi mà cái phiếu bầu của cử tri Việt Nam nó quan trọng vô cùng và hai bên đánh nhau và bỏ tiền rất bao nhiêu triệu Mỹ kim ra giữa bà Michelle Steele trước đây hiện nay là giám sát viên của quận Cam và lên uh, cái đang tìm kiếm cái ghế dân biểu và giữ cái ghế dân biểu thuộc thành phần Đảng Cộng hòa này với ông Jay Chen. Ông Jay Chen họ nói rất là rõ mặc dù là bố mẹ là người Đài Loan nhưng ông sinh ở đây và cái hồ sơ tiểu sử của ông đã khẳng định rõ ràng không có dính liên đến trung cộng hết nhưng mà nổi cái tên Jay Chan cái khổ ở đây đó anh, anh Đinh Quang Thái cái khổ và cái thuyết âm mưu nó khiến cho người người ta lo sợ đến cái tiến trình dân chủ của nước Mỹ đó là cứ, cứ nhìn thấy cái tên là ngay lập tức anh gán cho cái người đó là trung cộng và nếu là trung cộng là gì là cộng sản thôi thì đó là lý do mà hai bên đánh nhau nhưng mà phải nhìn lại trong quá khứ những người này đã có công như thế nào với cái hoạt động của họ và nỗ lực của họ như thế nào vào thì cử tri khổ nỗi đó họ không đọc hay là chú tâm thêm về cái hồ sơ của những người này mà chỉ đôi khi nghe thôi nghe thấy là họ có một cái quan điểm một cái ấn tượng không tốt đẹp về cái người ứng cử viên đó chúng tôi sẽ trở lại ngay chương trình tin nổi bật với hoàng trọng thụy sau ít phút thông tin thương mại